Ok, chúng ta lại tiếp tục. Ôi thôi chết, cái điện thoại đâu rồi? À đây. Chúng ta lại tiếp tục video Q&A mà mình đang dang dở từ lần trước. Lúc nãy thì mình quay được tầm 20 phút là mình đã ngừng để up lên rồi, vì mình sợ là video mà dài quá thì các bạn xem sẽ mệt. Thế cho nên là mình chỉnh rộng ra một tí. Ok, để các bạn nhìn mặt mình đỡ ghê. Mình đã ăn cơm trưa xong, bây giờ là 12 giờ trưa. Vẫn chưa skin care gì cả, thậm chí là chưa đánh răng. Nhưng mà anyway, các bạn có thể tắt màn hình để nghe tiếng. Quá đau khổ khi phải nói về chính mình như thế. Cái story đó mình có xếp lại vô highlight. Ask. Tất cả các cái mục ask và các cái câu trả lời của mình á thì các bạn đều có thể lên Instagram, cái phần highlight story á, mình đều có save lại hết. Đây rồi, tiếp tục nha. Có một số bạn sau khi mình quay xong á thì vẫn tiếp tục ask tiếp, thì mình sẽ cố gắng để trả lời này. Đến đâu rồi nhỉ? Đến câu ngoại tình rồi đúng không? Bây giờ này. Chị ơi, da em là hỗn hợp thiên khô, sống ở Sài Gòn, em sắp đi Đài nên chị có thể suggest à, các bạn biết tắt, em một vài sản phẩm nên mua không? Ở Đài thì em rất là nên mua một mặt nạ. Chị có một bài viết năm 2016 về các loại mặt nạ yêu thích ấy, thì trong đó phải đến 2/3 là mặt nạ Đài Loan rồi. Thì em có thể tham khảo cái bài viết đó, hoặc là chị sẽ để link ở bên dưới cho em đọc luôn. Các loại mỹ phẩm của Đài thì rất là tốt. Tốt hơn, mình đánh giá là tốt hơn và giá cũng cao hơn là mỹ phẩm nội địa của Trung, nhưng tất nhiên là vẫn chưa bằng của Nhật. Nhưng mà nếu em đi Đài em sẽ thấy ở cuộc sống ở bên Đài Loan của mọi người bị ảnh hưởng rất nhiều từ phong cách Nhật, và mỹ phẩm cũng thế, cho nên chị nghĩ là mỹ phẩm của Đài cũng chất lượng cũng đang dần dần theo kịp với mỹ phẩm Nhật rồi đó. Em bị mụn ẩn lâu năm nhưng chưa, nhưng em không đi nặn được, thì có bị phá hủy collagen dưới da hay ảnh hưởng gì sâu? Cái gì mà phá hủy collagen dưới da? Gốc tự do và chế độ ăn uống, sinh hoạt ngủ nghỉ không điều độ, thiếu chất, chất kích thích, thức khuya, ô môi trường ô nhiễm, khói thuốc lá, ma túy là những thứ phá hủy collagen, em hiểu không? Chứ không phải là mụn ẩn. Nói chung là vẫn đang ấp ủ một bài viết về mụn ẩn, với quá nhiều bạn hiểu lầm, coi nhẹ mụn ẩn hoặc quá là đặt nặng cái vấn đề mụn ẩn. Nên thực ra mụn ẩn nó chỉ là một cái tình trạng trên da thôi, nó không phải là bệnh lý, nó cũng không phải là một loại mụn. Mình không đánh giá mụn ẩn là một loại mụn, nó chỉ là một cái tình trạng nhất thời thôi. Tức là bạn có thể xử lý nó bây giờ và sau đó nó tái lại nếu như bạn không tiếp tục duy trì. Nó giống như là sợi bã nhờn ấy, bạn sẽ không bao giờ loại bỏ nó hết nếu như mà tiếp tục không có một cái chế độ gì nó đều đặn thường xuyên và hiệu quả. Ok, để sau nhá. Chị ơi, có nên uống astaxanthin câu quy 10, resveratrol, hyaluronic acid, collagen để chống lão hóa không? Câu hỏi dài quá mình không nhìn rõ. Chị nghĩ là nên uống những cái thực phẩm chức năng mà tổng hợp những cái antioxidant mạnh như thế này, thì khi mà em uống vào người thì ít nhiều nó cũng sẽ hấp thụ và nó sẽ cũng sẽ củng cố thêm cái khả năng chống lão hóa của cơ thể của em, và từ đó thì nó cũng tác động đến da và các cái cơ quan khác ở trên cơ thể mình. Bởi vì ấy, ngày xưa thì không có phát triển cái thực phẩm chức năng lắm, thì con người ta vẫn sống ổn, sống tốt, sống đẹp, ok, đồng ý. Nhưng mà bây giờ ấy, đi cùng với cái sự phát triển của đời sống hiện đại thì cơ thể cũng phải đối chọi với rất là nhiều những cái yếu tố xấu được gia tăng hơn, ví dụ như là môi trường, khói bụi, ô nhiễm ánh sáng, âm thanh, bla bla bla. Thì cái biện pháp hỗ trợ củng cố từ thực phẩm chức năng là rất cần thiết, và chị không bao giờ có bài xích, chị bài xích việc em uống quá nhiều thực phẩm chức năng cùng một lúc, không điều độ, không khoa học thôi. Còn những cái chất đấy nếu mà em có một sự kết hợp tốt, chọn thương hiệu tốt này, rồi thì uống đều đặn và kết hợp tốt với lối sống của mình nữa, thì nó chắc chắn là sẽ có tác dụng về lâu dài. Có bao giờ bánh bèo cảm thấy tủi thân vì video bổ ích mà ít tương tác không? Thường xuyên, rất thường xuyên, gần như
bài viết nào và video nào up lên mình cũng có cái cảm giác đó, tức là mình đầy háo hức khi sản xuất ra một cái nội dung gì đấy và nghĩ rằng là nó sẽ có ích với rất là nhiều người, rồi vì mình cũng mong được tiếp nhận lại những cái ý kiến của các bạn, nhưng không, rất nhiều có điện thoại. Sorry, hôm nay cuối tuần không có nhận điện thoại công việc nha. Rất nhiều lần mình up video lên không một phản hồi, hoặc là những cái phản hồi nó không có liên quan trực tiếp đến nội dung video. Và đấy là kênh YouTube nhá, kênh YouTube thì dạo này cũng đỡ hơn rồi, nhưng tệ hơn là kênh Facebook. Tức là Facebook người ta có những cái thuật toán người ta chặn tương tác là một phần. Với hai nữa là thực ra mình cũng phải thú nhận là mình không phải là một đứa giỏi về các cái kênh truyền thông hay là những cái nội dung mà nó dễ bắt mắt, dễ câu khách ấy. Và cũng có thể là lứa tuổi của mình nó cũng lớn hơn các em nhỏ sử dụng các cái social media hiện nay. Thế nên là có thể là nó cũng không hợp thị hiếu với người xem quá nhiều như ngày xưa nữa. Thế cho nên là up lên xong rồi kiểu một bài viết mình đã viết tâm huyết trong 1-2 tuần rất dài, rất nhiều thông tin quý giá mà mình nghĩ là các bạn rất khó có thể tìm được ở đâu khác, bởi vì mình đã cố gắng tìm tòi khai thác chủ đề mới lạ, hấp dẫn, bổ ích rồi. Nhưng không, up lên nửa ngày được độ khoảng 3-4 chục like, không ai comment và view bài cũng không ai đọc, bởi vì là bài quá dài và nhiều chữ. Lúc ấy thực sự mình rất nản và mình cũng có những cái suy nghĩ kiểu hơi oán trách ấy. Mình hiểu, trời ơi, thị hiếu bây giờ của mọi người làm sao đấy nhở? Trong một cái xã hội thừa thông tin và thiếu kiến thức như thế này, người ta đã phải mất công tổng hợp thông tin, cung cấp cho bạn một cái nguồn kiến thức đáng tin cậy. Mình có thể khẳng định là tất cả những cái thông tin của mình đều đã được rà soát kỹ lưỡng, trải nghiệm thì chân thật và có một độ tin cậy nhất định. Thế tại sao mình đã bỏ rất nhiều công sức và tâm huyết như thế mà không được đón nhận? Mình cảm thấy rất nản, thậm chí có một số lần còn cảm thấy hơi oán trách nữa. Nhưng xong rồi những cái cảm giác đấy nó cũng sẽ qua đi. Mình đâu có thể vì người ta không xem mình mà mình làm. Trước đây cũng đã có những cái gì mà Bánh Bèo đã chia sẻ rằng là chỉ còn một người đọc bài của Bánh Bèo thì Bánh Bèo viết, thậm chí không ai đọc, mình cũng sẽ đọc lại những cái thông tin của mình, bởi vì mình viết ra không phải là để mưu cầu cái view cao hay là cái tương tác tốt. Nếu có thì mình rất mừng, nhưng nếu không có ấy, thì mình sẽ lấy cái niềm vui tự bản thân mình là mình đang có một sự tìm tòi, tức là bản thân mình có sự vận động bên trong đầu óc của mình, bên trong tư duy của mình có tìm tòi, mình có vận động, mình không có phải là một cái người mà chây lười, không tìm họ hiểu kiến thức, yêu thích nhưng mà không có chia sẻ, kiểu ích kỷ, bo giữ cho mình ấy. Thì đấy là những cái nguồn suy nghĩ an ủi lớn nhất, rằng là mình đang được thỏa mãn cái sở thích của mình này, mình đang được tìm kiếm và bồi đắp thông tin vào bản thân mình trước tiên. Chứ thực ra lúc đấy sẽ rất khó để có một cái suy nghĩ quảng đại rằng là mình đang đóng góp cho xã hội tốt đẹp hơn, truyền cảm hứng cho nhiều người hơn. Thực ra mình không có suy nghĩ được nhiều như thế. Mình chỉ nghĩ rằng là mình làm blog trước tiên là để thỏa mãn sở thích và thú vui của bản thân mình. Thế cho nên là khi mà mình làm blog thì mình vui là người trước tiên. Nếu các bạn cũng vui, các bạn cũng thấy có ích thì mình sẽ cảm thấy tốt hơn và có động lực hơn. Thế nhưng mà mình là một đứa khá là cố chấp trong cái việc theo đuổi cái mục tiêu của mình. Thế cho nên là mình vẫn sẽ tiếp tục làm blog cho dù là ít tương tác hay gì đó. Nhưng mà qua đây thì mình cũng rất mong là các bạn sẽ, nếu mà ghé qua ở một cái kênh nào đó của mình thì hãy để lại một cái tương tác gì đó để mình biết rằng là ở ngoài kia vẫn có những người đang theo dõi mình, đang lắng nghe mình, thì mình sẽ cảm thấy được động viên và được tiếp thêm sức lực rất là nhiều. Ví dụ như các bạn có thể ấn nút subscribe chẳng hạn. Nói thật là mình cũng là một đứa rất là sống ảo, ăn bằng like và hít thở bằng share. Cho nên là các bạn đừng bao giờ tiếc mình một like nha. Có nên dùng mỹ phẩm nội địa chung như Laiku, Wet Coat ngoài mác da không ạ? Giá rẻ nhưng sợ thành phần. Thực ra nếu như lúc nãy mình đã nói, như video trước mình đã nói, giá rẻ thì chất lượng của nó cũng chỉ ở cái tầm giá đó. Và nếu nhu cầu của bạn cũng chỉ dừng lại ở đó thì bạn dùng vẫn ổn chứ sao? Cái mỹ phẩm thì nó là một cái thế giới rất là rộng lớn và nó rất là biến hóa không lường. Mình không thể nào nói chắc chắn được cái hiệu quả đó nó có xảy ra trên da bạn hay không. Cho nên là bạn phải thử và phải chọn lọc bằng chính cảm nhận của các bạn, mình không làm thay được. Thế cho nên là nếu mà bạn chỉ cần là dưỡng ẩm đơn thuần hoặc là những cái nhu cầu vô cùng cơ bản ấy,
thì bạn hoàn toàn có thể chọn mỹ phẩm giá rẻ, không độc hại là được. Và nếu mà thấy nó có tác dụng thì bạn cứ tiếp tục thôi, không vấn đề gì cả. Câu hỏi của một bạn tiếp theo thì nó hơi dài, mình không có đọc được hết ấy. Chị có thấy khó chịu khi đứa mình ghét hay mua rồi khoe đồ skincare không ạ? Đứa mình ghét thì nó sẽ ở nhiều lĩnh vực mà em. Ví dụ đứa mình ghét ở cơ quan công sở, đứa mình ghét ở trường học này, đứa mình ghét ở trong khu phố hàng xóm láng giềng này. Đấy, kiểu như thế. Thì đứa mình ghét mà hay khoe đồ skincare thì kệ nó thôi. Nó có tiền thì nó mua, mình cũng phải hóng xem là nó mua cái gì, nhỡ đâu nó đẹp hơn mình. Đùa đấy thôi, nói chung là chị cũng rất là hay hóng đấy. Nhưng mà hóng xong để đấy là chị cứ kiểu nghe vào tai này xong nó lại đi ra tai kia thôi. Mình cũng không có để cho trong đầu vì đầu óc của mình hạn hẹp lắm. Chỉ có thể giữ lại những thứ kiểu có giá trị và có ích thôi. Và hai nữa là chị cũng không phải là đứa hay đi đưa chuyện á. Không có thích kể là ui mày ơi chuyện này chuyện kia chuyện này chuyện kia. Trừ khi là hai đứa cùng ghét một con ấy. Làm sao để da đẹp hơn đứa mình ghét ạ? Da đẹp hơn đứa mình ghét thì thứ nhất, mình phải có kiến thức hơn nó. Làm cái gì cũng thế, phải có kiến thức. Anh có thể có kinh nghiệm, anh có thể có nhiều tiền đắp vào, nhưng cái kiến thức mới là cái cốt lõi nhất, kể cả trong những cái việc đơn giản nhất. Thứ hai là mình phải có sự đầu tư chăm chút hơn nó. Tức là ví dụ như là nó hôm nào nó đi chơi về mà nó lười, nó không tẩy trang sạch ấy, thì cho nó mụn kệ nó. Còn mình phải chăm chỉ thì mình sẽ luôn đẹp hơn nó. Thứ ba là đừng nghĩ đến nó nữa. Cái năng lượng tiêu cực nó cũng ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của mình, cho nên mình cứ rình rình xem đứa nào đẹp hơn nó ấy. À đẹp hơn mình ấy, để mà mình so bì ấy, thì nặng đầu lắm. Cho nên là ở cách để đẹp hơn nó là không thèm nghĩ đến nó nữa. Chị nghĩ mục tiêu skincare của mọi người đến cuối cùng là da trắng không tì vết hay không nếp nhăn ạ? Mục tiêu skincare của mọi người thì phải hỏi mọi người chứ, sao hỏi chị? Mục tiêu của skincare của chị nhá, thì chị chỉ cần là dưỡng ẩm hàng ngày để duy trì cái sự khỏe mạnh. Và cái việc dưỡng ẩm chị rất coi trọng từ những cái bước dưỡng ẩm sớm khi mình còn trẻ, thì nó sẽ dẫn đến một làn da trẻ và khỏe về sau. Và mục tiêu skincare của chị đấy là chống lão hóa sớm. Hết. Chị có bao giờ ám ảnh da không tì vết đến nỗi thấy chán ghét khi một vết nhỏ trên mặt không ạ? Trời ơi, nếu thế thì chắc là kiểu chị bị điên rồi ấy, bởi vì mặt chị không chỉ có một vết nhỏ đâu, rất nhiều vết và vết to nhá. Một thỉnh thoảng khi đến kỳ, thức khuya hoặc là uống cà phê là y như rằng là da nó sạm xỉn đi. Thứ hai nữa là tuổi tác sẽ không thể tránh khỏi, nó sẽ có nếp nhăn, những cái fine lines nhỏ ở đây này, nhíu mày nhiều nó cũng sẽ thành cái nếp nhăn ở đây này, rồi thì râu rồng nữa. Nếu mà cứ để ý cái đấy thì chắc là cả ngày không hết mất, chắc là kiểu mình bị điên mất. Chị thì quan điểm sống nói chung ấy, thì chị không tôn thờ cái sự tuyệt đối hoàn hảo. Và trong skincare nói riêng chị cũng thế. Chị nghĩ rằng ai cũng có, làn da của ai cũng có một cái ngưỡng đẹp nhất định. Em chỉ đẹp đến thế là cùng. Đắp vàng, đắp bạc, rồi dùng skincare của Phạm Băng Băng, và em chỉ là em chứ em không thể là Phạm Băng Băng được. Cho nên là biết cái ngưỡng của mình để mình tự hài lòng với bản thân và mình cố gắng duy trì cái ngưỡng đó ở mức cao nhất. Chứ còn tìm mọi cách để mà đập vỡ cái ngưỡng đấy đi, để tôn cái ngưỡng đấy lên thì có thể cũng làm được đấy. Nhưng mà không duy trì được lâu, thực sự. Cái gì ở mức cân bằng nó cũng sẽ tốt hơn là cái mức đỉnh cao xong rồi nó sẽ phải tụt. Kiểu như các bạn nhé, có rất nhiều bạn chị thấy mặt mộc rất đẹp rồi, ok rồi, đi sang sửa lại cho giống cô này cô kia. Để làm gì đâu, mình là mình chứ mình có phải là cô này cô kia đâu. Hoặc là có những bạn da mộc thì cũng đẹp rồi ấy, nhưng mà nghe người ta nói là dùng cái này cái kia, thế là đi mua kem trộn rượu thuốc rồi đi lăn kim bé bét về, cuối cùng lợn lành hay lợn què, khổ vô cùng. Cho nên là nên biết tự hài lòng và biết ngưỡng của bản thân ở đâu. Cái này có một bạn hỏi dài quá nhưng mà không có đọc được hết câu hỏi, thôi để lát nữa vậy nha. Chị ơi, muốn bắt đầu bán quần áo online mình cần chuẩn bị những gì ạ? Mình nhớ câu này là đã có một lần một bạn nào đó ask hỏi mình rồi và mình trả lời trên Instagram story á.
Chuẩn bị kinh doanh quần áo online. Ngày xưa mình bán hồi học đại học, hồi đấy Facebook chưa chưa thịnh hành như bây giờ đâu. Thì tìm nguồn hàng này, xong em sẽ phải tìm kênh bán hàng. Ví dụ em bán online thì bán trên Facebook hay là bán trên Shopee hay là bán trên Én Bạc mua rẻ cái gì gì đó. Rồi thì bán xong thì em bán hàng gì, bán cách nào, rồi thì em phải tìm cách quảng cáo sản phẩm của mình, kiểu kiểu như thế. Nói chung là chị đã trả lời rồi, chị không muốn trả lời lại nữa đâu. Làm thế nào để cắt cơn nghiện mua sắm ạ? À? Cái nào cũng muốn mua, cũng muốn chữ làm của riêng. Trời ơi, chị mà biết cách nào để dừng nghiện mua sắm thì chị đã dừng lại được rồi. Chị có con nghiện mua sắm đích thực. Thì chị có một cái vài cái tips nhỏ để ngưng cái cơn mua sắm. Nhưng cái cơn mua sắm nó như con sóng ấy, nó trào lên cuốn mình đi. Xong rồi đến khi mà mình mua được tất cả những thứ mà mình cần đấy, tự nhiên mình thấy trống rỗng, kiểu hết thứ để mua rồi. Thế thì nhưng mà mỗi lần cơn sóng đi qua, sóng thần để lại nhiều hậu quả lắm. Thì cái cách của chị là, thứ nhất là ít vào những cái nơi bán hàng. Ví dụ như là bạn nào mà hay bán hàng ở trên Facebook ấy, thì mình hai bớt cái post của các bạn đi lên. Với các bạn bán hàng Facebook ấy, các bạn này post 10 post một ngày, quần áo sản phẩm gì cũng thấy đẹp, thế hay thích, mình muốn mua nhiều lắm. Thứ hai nữa là có một cách, đấy là em ngắm thật kỹ, add nó vào cart nhưng mà đừng có thanh toán vội. Tức là em cứ ở đấy xếp ảnh về này, xếp cái sản phẩm đấy về. Thế xong rồi thì em cứ chần chừ tìm mọi cách để trì hoãn. Thế là sau đó thì sau độ khoảng 5-6 ngày thì một là nó đã sold out rồi, thì thôi khỏi phải mua, lý do khách quan quá chính đáng. Thứ hai là em sẽ cảm thấy bớt thích nó hơn. Tức là có những cái sản phẩm nhất, chị xếp ảnh vào điện thoại, xong một thời gian sau vuốt vuốt lên để xem lại, thấy trời ơi sao ngày xưa mình lại thích cái này, nhỉ, may mà không mua đấy, cái này nó quá xấu. Cách thứ ba là em nên hỏi han những người khác. Ví dụ như em muốn mua cái quần cái áo thì em nên hỏi một người mà em tin tưởng và cảm thấy có gu thẩm mỹ. Người ta sẽ cho em một lời khuyên rằng là à, cái này dáng em mặc có đẹp không, có hợp không, nên mua hay là không. Thì nếu mà người ta đã tư vấn mình là không nên mua thì cái người đấy, người ta, mình tin tưởng người ta mà, thì cái lời nói của người ta, lời khuyên của người ta cũng sẽ có tác động đến mình, và mình cũng sẽ giảm bớt cái sự yêu thích với cái sản phẩm đó. Thứ tư là em nên quản lý tài chính cá nhân, đừng để cho thẻ tín dụng hoặc là tiền trong tài khoản quá nhiều. Bởi vì là khi mà mình biết rằng là mình có nhiều tiền ấy, cái cảm giác tiêu tiền tài thoải xỉa tiền ra như đại gia luôn, nói chung là vô tội vạ lắm. Cho nên là em cứ để tiền trong tài khoản ít ít thôi, mình nhìn thấy cái số dư nó nhỏ nhỏ thì mình cũng chùn tay lại, hoặc là hạn mức thẻ tín dụng hoặc là thẻ debit ấy, để nhỏ nhỏ thôi. Thì mỗi lần mình mua thì nó sẽ cảnh báo, hoặc nó sẽ báo vượt hạn mức, thì mình sẽ coi như là có một cái kiểu warning để mình cắt cái cơn đấy đi. Da của em sao nó hay bị lên mụn đầu trắng quá ạ? À? Em cũng không biết tại sao. Chị cũng không biết em ạ. Nói chung chung đấy thì hút chị không biết. Mỹ phẩm skincare chị mua và được brand tặng nhiều như vậy, sao chị có thể dùng hết được trong hạn sử dụng? Thứ nhất, chị không được brand tặng nhiều. Cái đấy chị phải nói ngay, không thì có tiếng mà không có miếng. Thứ hai, mỹ phẩm và skincare chị mua rất nhiều nhưng chị đều dùng hết nó một sản phẩm rồi chị mới mở nắp cái khác. Cái này thì chị đã nói nhiều về cái nguyên tắc dưỡng da của mình rồi. Cho nên là những cái sản phẩm mà đã đóng nắp thì có thể giữ được nó từ 3 đến 5 năm. Thứ ba là chị không quan tâm đến hạn sử dụng của mỹ phẩm. Tức là cái nào cận đát hoặc là cái nào mà nó quá đát một tí rồi mà nó không có ảnh hưởng gì thì chị vẫn dùng. Nghe thì có vẻ hơi là bố láo, hơi kiểu xui dại các em, nhưng mà cái này thì chị cũng đã có một cái post để giải thích cái quan điểm đó của mình rồi. Tí nữa chị sẽ để link ở bên dưới để các em có thể hiểu hơn. Đấy là quan điểm cá nhân thôi. Còn nếu mà bạn nào cứ thích cứng nhắc theo theo hạn sử dụng thì chị rất là tôn trọng và rất là khuyến khích các em nên sống và làm việc theo khoa học nhé. Đừng như chị. Em muốn biết cách giao tiếp với người mình mới gặp của chị. Cách giao tiếp với người chị mới gặp, đầu tiên gặp thì mình cũng khá là e dè với người ta đúng không? Thường cảm giác đầu tiên là không biết người ta sẽ như thế nào, nói chuyện gì đây,
chả lẽ cứ đứng nhìn nhau chân chối hay là kiểu không biết người ta có đánh giá gì mình không, thì đấy là những cái suy nghĩ rất là bình thường, chị cũng thế. Thế cho nên là đầu tiên thì mình cũng nên chừng mực và lịch sự. Chị nghĩ là chừng mực và lịch sự là cái yếu tố cơ bản đầu tiên để giao tiếp với người mới. Ví dụ như là gặp một người tùy vào lứa tuổi mình sẽ có cách xưng hô chào hỏi. Ví dụ như là bạn bè thì chào cậu. Thì xong các thứ hỏi thăm về cái môi trường mà hai người cùng giao tiếp, hoặc là gặp người lớn thì chào bác, thế xong hỏi thăm là dạo này bác có khỏe không, một cái kiểu kiểu như thế. Nói chung là nó cũng hơi 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 xã giao một tí. Về sau ấy thì có một cái cách để cho trở nên mọi mọi thứ trở nên nó thân thiện, nó gần gũi, nó nhẹ nhõm hơn, đấy là em hãy chủ động nói về mình một chút. Một chút thôi nhá, chứ không phải là em khoe khoang, em kể lể về bản thân đâu. Em nói chuyện, nói kể chuyện của mình một chút. Ví dụ như là trên đường đi đến đây thì đường tắc quá, mình thế này thế kia. Hoặc là dạo gần đây thì mình có gặp chuyện này chuyện kia, thế này thế kia. Thì cái từ những cái câu chuyện đấy, khi mà mình sởi lời, mình cởi mở, chia sẻ của mình, thì bạn cũng sẽ thoải mái hơn, bạn cũng sẽ chia sẻ lại câu chuyện của bạn. Thì từ đấy những cái câu chuyện nó sẽ đưa đẩy, các bạn sẽ tìm thấy những cái điểm chung, những cái chủ đề có thể nói được với nhau á. Ồ, như vậy là đã hết câu hỏi ở mục Ask. Mình đã kéo đến cuối. À khoan khoan, vẫn còn mấy câu hỏi mà các bạn gửi thêm. Chị ơi, chị có thể chia sẻ suy nghĩ của chị về nghề tiếp viên hàng không ạ? Ngày xưa chị nhớ là thời của chị, và có thể bây giờ kể cả các thời của các em nữa, đều bất cứ một cô gái nào cũng đều nghĩ là tiếp viên hàng không là dream job, là mơ ước của mình, đúng không? Chắc chắn luôn, đừng chối. Chị ngày xưa thấy rồi, lúc nào cũng thích ngưỡng mộ các cô tiếp viên hàng không đẹp, xong rồi đi đây đi đó, wow mê quá. Ừ thì đấy là những cái mặt tốt đẹp của một cái công việc mà các em có thể dễ dàng nhìn thấy được. Nhưng mà khi mà các em lớn hơn một chút, có một sự va vấp trong cuộc sống nhất định, thì các em cũng sẽ nhìn ra được những cái mặt nó chưa được dễ chịu lắm của một cái công việc, cụ thể là tiếp viên hàng không. Như cô tiếp viên hàng không là một cái nghề phục vụ, chị không nói cái nghề phục vụ là nó thấp kém hay là nó theo một cái ý nghĩa tiêu cực. Nó phục vụ có nghĩa là gì, là làm trong ngành dịch vụ, tiếp xúc với khách hàng ấy. Và tiếp xúc với khách hàng là một cái ngành cực kỳ áp lực stress, và nói chung là em phải cực kỳ là khéo léo, kiên trì, nhẫn nại, kiềm chế. Nó sẽ mang đến rất nhiều cái tình huống éo le, chéo ngoe, nói chung là hách não lắm. Đấy thì công việc tiếp viên hàng không cũng thế, nhưng công việc tiếp viên hàng không thì nó lại có một cái môi trường đặc thù hơn. Đấy là em làm việc trong một cái không gian rất là hẹp, các cái lối đi, rồi thì các cái dãy ghế, rồi thì đồ đạc ở trong cái khoang máy bay ấy nó cũng hạn chế. Thế cho nên là em phải xoay sở nó khá là vất vả, chứ không phải tiếp viên hàng không chỉ việc là ăn mặc đẹp, trang điểm xinh đẹp xong lên đứng cười ở cửa máy bay đâu. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nghề tiếp viên hàng không là một nghề cũng rất là vất vả và tổn hao đến sức khỏe. Cái môi trường ở trong máy bay ấy, nó không dễ chịu đâu, tăng giảm áp lực nhiều, em đi lại nhiều, thế là cái lịch sinh hoạt của em nó bị xáo trộn đấy, nó cũng rất là ảnh hưởng. Cho nên chị thấy là không phải là người ta chỉ tuyển các cô tiếp viên xinh vào để làm tiếp viên hàng không đâu, mà thực ra là ấy, làm tiếp viên hàng không sẽ nhanh bị phai tàn nhan sắc. Và đến một độ tuổi nào đấy thì em sẽ không có đủ sức khỏe để theo các chuyến bay nữa. Thì chị đánh giá tiếp viên hàng không là một nghề rất là lý tưởng đối với các bạn trẻ muốn thử thách mình. Công việc phục vụ cũng là một cái công việc mà rèn luyện cho em nhiều cái đức tính và nhiều cái kỹ năng rất là tốt. Bản thân chị cũng đang làm một cái công việc liên quan trực tiếp đến khách hàng, thì chị cũng cảm thấy là con người chị cũng đã được rèn giũa rất là nhiều từ cái công việc đó. Thôi chết rồi, sắp hết dung lượng thẻ nhớ rồi. Nếu mà các em trẻ, các em muốn được đi đến nhiều vùng đất này, rồi thì trải nghiệm rèn giũa bản thân thì nên thử. Còn nếu mà có tuổi rồi thì người ta không tuyển nữa, mà mình cũng không có sức làm nữa đâu, thì mình nên chọn một cái nghề gì đó ở bên dưới mặt đất đấy.